xưa có một vị minh sư và một người đệ tử mới vừa theo học với ông chưa được bao lâu. Vị minh sư này đã đắc đạo và thường hay đi khắp nơi trên thế giới để độ người có duyên. Người đệ tử cũng theo ông đi khắp nơi. Ông thầy rất thanh bạch đến nỗi thọ bát ông cũng không muốn. Vì vậy, ông hay ẩn lánh và tìm những con đường rừng núi vắng vẻ để đi. Vừa đi, vừa hái trái cây và rau cỏ dại để ăn. Được gì thì ăn nấy. Cứ như thế sau một thời gian dài, người đệ tử đương nhiên không chịu nổi. Một ngày kia, người đệ tử tự ý vào phố, hy vọng tìm được nhà nào giàu có để hóa duyên. Cuối cùng, anh chàng đến một căn nhà nọ, thấy nhiều người đang ăn mừng, ai cũng có thể được vào dự. Trong lòng hết sức mừng rỡ, anh đi vào ăn một bụng no nê, lại còn mang về một ít cho thầy. Vị đệ tử đã đem thức ăn về rồi, vị thầy đành phải ăn. Vừa ăn, vị minh sư vừa cười và nói rằng: "À, đây là oan gia nợ chủ đến đòi, có gì đáng để vui đâu." Người đệ tử nghe qua rất phân vân, không hiểu ý của sư phụ mình là gì. Người ta mới sinh em bé, sung sướng quá nên mời mọi người tới dự tiệc. Tất cả đều rất vui vẻ. Sao sư phụ mình lại nói là oan gia nợ chủ đến đòi? Anh ta nghĩ. Có lẽ sư phụ ăn nhiều quả chua quá nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Tuy vậy, nhưng anh ta không nói gì. Anh ta hãy còn tin tưởng nơi thầy mình, nên không bỏ thầy mà đi. Gia đình đó đã nhiều năm cầu xin có một đứa con. Bây giờ được trời cho một đứa con trai, nên họ dự định đãi tiệc mừng luôn mấy ngày liên tục. Đến ngày hôm sau, người đệ tử lại đi đến đó thọ bát. Nghĩ rằng người ta đãi khách miễn phí mà mình không đến ăn thì thật là uổng. Cho nên lòng anh vui vẻ mà đến, hy vọng được hưởng thụ các thức ăn thêm một lần nữa. Không ngờ, chưa vào tới cửa, đã thấy mọi người đang hoảng hốt, chạy ngược, chạy xuôi, khóc lóc rất là thảm thiết. Không có gì để ăn cả. Mới hôm qua, cha mẹ đứa bé vui mừng hớn hở. Hôm nay lại nằm vật vã dưới đất khóc, than trời than Phật. Thì ra, đứa bé mới sinh ra hôm qua, hôm nay đã chết. Không có gì ăn, người đệ tử tìm chung quanh coi có món gì còn sót lại không. Vì người ta đang có tang gia, đâu còn thiết gì đồ ăn đồ uống nữa, nên không ai buồn để ý tới anh cả. Anh vội vã lấy một ít thức ăn rồi đi. Anh trở về kể lại cho thầy. Sư phụ, có chuyện không may xảy ra. Đứa bé mới sinh ra hôm qua, hôm nay đã chết rồi. Cho nên hôm nay không có món gì ngon. Con chỉ mang về một ít thức ăn hôm qua còn dư lại thôi. Vị minh sư nghe vậy đột nhiên cười lớn. Người đệ tử liền hỏi thầy. Sư phụ cười cái gì vậy? Con người ta mới chết, thật là đáng thương. Sao sư phụ lại cười? Vị minh sư đáp. Ồ, thế giới thật là đảo điên. Ngày hôm qua oan gia tới thì họ vui, hôm nay oan gia đi thì họ lại buồn. Khi người đệ tử hỏi vì sao ông lại nói như vậy, vị minh sư trả lời. Đứa bé ấy vốn là người hàng xóm của gia đình này. Trước kia gia đình này mượn tiền của người ta mà không trả. Sau này trở nên giàu có, họ quên luôn món nợ. Người hàng xóm sau khi chết đi lại đầu thai thành con của gia đình này, hy vọng sẽ xài cho hết gia tài của gia đình này. Nhưng vì sau khi đứa bé chào đời, họ đãi nhiều khách và đã xài hết tiền. Số tiền nó muốn đòi chỉ trong một ngày là tiêu hết. Cho nên nó không còn lý do gì để ở lại. Nợ nần thanh toán rồi thì nó phải đi.
con người chúng ta có hỷ, nộ, ái, ố là do vô minh mà ra. Chúng ta không biết tại sao lại vui, tại sao lại giận, tại sao lại buồn và tại sao lại thấy sung sướng. Khó mà biết ai là bạn bè thân thuộc, ai là oan gia. Trừ phi chúng ta tu hành, còn không thì không cách nào biết được.